Quý vị khán thính giả thân mến, nhiều người đã đọc lại những lời dự ngôn của nhà tiên tri Baba Vanga rằng chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ nổ ra trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2030 và cuộc chiến này sẽ kéo dài 4 năm. Chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ bắt đầu giống một cuộc chiến tranh thông thường, sau đó leo thang thành chiến tranh hạt nhân, cuối cùng trở thành một cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí hóa học. Bụi phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của các loại động vật và thực vật ở Bắc Bán Cầu, trong đó phần lục địa châu Âu sẽ đối mặt với cuộc chiến tranh hóa học. Do ảnh hưởng của chiến tranh hóa học, những người may mắn sống sót đều mắc bệnh chóc lở, ung thư da và nhiều bệnh về da khác. Trong vòng 2 năm sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, châu Âu sẽ trở thành vùng đất hoang tàn, hầu như không thể sống được. Khi lời dự ngôn của nhà tiên tri Vanga xuất hiện, cư dân mạng lại càng đổ mồ hôi lạnh. Vậy, liệu chiến tranh thế giới lần thứ ba có nổ ra vào năm 2024 hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thần đồng tiên tri Ấn Độ và ngài Parker nói gì về cuối năm 2024? Trong khi trò chuyện với các cư dân mạng, nhà chiêm tinh vệ đà của Ấn Độ, Anand, được hỏi rằng phải chăng chiến tranh thế giới sẽ xảy ra vào năm 2024? Câu trả lời của Anand là trong tương lai, nhân loại sẽ có xung đột trên toàn thế giới, nhưng không phải vào năm 2024. Nhà tiên tri Hamilton Parker cũng nói rằng chiến tranh thế giới sẽ không xảy ra vào năm 2024. Tuy nhiên, một liên minh nguy hiểm đang được hình thành. Parker nói rằng Nga là một trong những nước chính tham gia cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và Iran. Nguồn gốc của những xung đột ở Trung Đông sẽ thành lập liên minh về Trung Quốc. Trung Quốc sẽ cung cấp cho hai nước này sự hỗ trợ về kinh tế, quân sự và kỹ thuật. Bắc Triều Tiên có thể cũng sẽ tham gia vào liên minh này. Đây là đối thủ nguy hiểm nhất của các quốc gia Tây phương. Parker cũng dự đoán rằng Tổng thống Nga Putin sẽ qua đời vào năm 2024. Đồng thời, ông cũng dự đoán rằng với sự giúp đỡ của đồng minh phương Tây, không quân Israel sẽ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. Parker còn nói thêm, Nga vẫn luôn giúp Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Những cơ sở hạt nhân của Iran do Nga giúp xây dựng sẽ bị các cuộc không kích của Israel phá hủy. Chính phủ thần quyền của Iran sẽ gặp khó khăn vào năm 2024. Có thể sẽ có một chính phủ mới chuẩn bị ra đời. Iran hiện đang là một trong những nguồn gốc gây ra xung đột trên thế giới, nhưng quốc gia này chỉ đóng một vai trò tương đối nhỏ. Tuy rằng, một số lời tiên tri từ năm 2022 đến năm 2023 của Parker không chính xác, nhưng khi dự đoán tuổi thọ của những người nổi tiếng, độ chính xác của Parker lại tương đối cao. Ví dụ như Parker từng dự đoán nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ qua đời vào năm 2022. Ông còn nói rằng năm 2022 sẽ là một năm héo tàn của những người già. Quả đúng như vậy, những người nổi tiếng trên thế giới qua đời trong năm 2022 gồm có cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vua bóng đá Pele, cựu lãnh đạo Lindo Gorbachev. Parker dự đoán thêm rằng kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2024. Ngành bất động sản của Trung Quốc sẽ càng sụp đổ nghiêm trọng hơn. Một điều đáng sợ nữa chính là tình hình chính trị của Trung Quốc sẽ có nhiều thay đổi lớn. Parker cho rằng sức khỏe của ông Tập Cận Bình đã có vấn đề và bệnh của ông Tập sẽ nặng hơn vào năm 2024. Sau đó, chính quyền đương thời của Trung Quốc sẽ suy yếu và dần sụp đổ. Parker nhấn mạnh rằng từ năm 2022, ông đã lờ mờ nhìn thấy một cảnh tượng. Sau khi Trung Quốc sụp đổ, ở Trung Quốc sẽ xuất hiện xã hội dân chủ. Hơn nữa, còn chia thành nhiều phần. Tuy nhiên, những lời dự ngôn trước đây của Parker cũng có phần không chính xác. Nên ở lần tiên tri này, ông đã nói thêm rằng tương lai không phải là không thay đổi được. Những sự việc trong tương lai ông nhìn thấy trong trạng thái ngoại cảm có rất nhiều hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng. Manh mối về thời gian cũng không quá rõ ràng. Vì vậy, Parker nhắc nhở cư dân mạng rằng chỉ nên xem những dự đoán của ông là điều tham khảo. Mỗi nhà tiên tri đều có những kỹ năng độc đáo riêng của mình. Kỹ năng độc đáo của Anand là chiêm tinh học vệ đà cổ đại của Ấn Độ. Thực ra, Trung Quốc cổ đại cũng có chiêm tinh học. Năm 1973, ở ngôi mộ Hán ở Mã Vương Đồi, Trường Sa đã khai quật được cuốn sách lụa Ngũ Tinh Chiêm.
Ba hệ thống chiêm tinh lớn cổ đại gồm có chiêm tinh học Ấn Độ cổ, chiêm tinh học Trung Quốc và chiêm tinh học châu Âu. Dù là trường phái nào thì bộ phận chính vẫn là ngũ tinh chiêm, dùng sự vận hành của năm hành tinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm căn cứ để suy tính. Ngoài ra còn có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao khác để tham khảo và đối chiếu. Tuy nhiên, ngũ tinh chiêm của Trung Quốc đã thất truyền từ lâu. Nền tảng của những nhà tiên tri sau đời nhà Tống đa phần đều dựa vào chu dịch để suy diễn. Nhà tiên tri người Anh Parker đại diện cho một trường phái tiên tri lớn khác gọi là ngoại cảm. Phương pháp tiên tri của Parker giống với phương pháp của nhà tiên tri thế kỷ 16 Nostradamus. Một trong những cách để nhìn thấy tương lai của Nostradamus là ngâm chân vào nước lạnh. Trong trạng thái ngoại cảm này, nhà tiên tri sẽ nhìn thấy tương lai từ mặt nước yên tĩnh. Parker từng nói rằng ông nhìn thấy tương lai qua gương. Phương pháp ngoại cảm này so sánh với phương pháp chiêm tinh và bói toán có thể nhìn thấy những chi tiết cụ thể hơn. Nhưng nhược điểm chính là hình ảnh bị vỡ. Hơn nữa, dòng thời gian không liền mạch, nhân vật và nguyên nhân kết quả của sự việc cũng không rõ ràng. Tuy rằng có những lời dự ngôn của Parker không chính xác, nhưng ông vẫn dự đoán đúng nhiều sự kiện lớn. Ví dụ như Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ năm 2016, đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ và nữ hoàng Anh qua đời năm 2022. Vì vậy, Parker vẫn có danh tiếng rất cao trong giới tiên tri. Lời dự ngôn của ông vẫn có những giá trị tham khảo nhất định. Annan và Parker đều dự đoán rằng sẽ có xung đột xảy ra gần eo biển Đài Loan. Cuộc xung đột này có khả năng xảy ra trong năm 2024, nhưng cũng có thể muộn hơn. Từ năm 2022, cả hai nhà tiên tri này đều dự ngôn rằng Ấn Độ sẽ phát triển thành một quốc gia có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Quả đúng như vậy. Ấn Độ với vai trò là một nước lớn ở Nam Á đã có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, tràn đầy sức sống vào năm 2023. Đương nhiên, cá nhân hai nhà tiên tri này đều có liên hệ trực tiếp với Ấn Độ. Annan sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ, còn Parker từng đến Ấn Độ để bái đại sư Saravana Baba làm thầy. Có người nói rằng khi hai nhà tiên tri này dự ngôn về Ấn Độ và Trung Quốc sẽ xen lẫn vào những điều thích và không thích của cá nhân. Tất nhiên, mỗi người có một ý kiến khác nhau. Chúng ta hãy để tương lai kiểm chứng những lời tiên đoán này. Trong khi tiên tri về năm 2020, sau khi quan sát các ngôi sao, Annan đã nói rằng hành tinh chính liên quan đến vận mệnh của Ấn Độ đã chuyển từ mặt trăng thành sao hỏa. Vì vậy, trong quá trình phát triển, Ấn Độ sẽ có những đặc điểm của sao hỏa. Trong chiêm tinh học Vệ Đà, sao hỏa là thần chiến tranh Tống Tư lệnh của quân đội, đồng thời cũng là một chuyên gia về hậu cần. Đặc điểm của sao hỏa là hành động quả quyết, năng động, tràn đầy năng lượng cũng như có tính cạnh tranh rất cao. Trong vai trò Tổng Tư lệnh quân đội, chức năng cơ bản của sao hỏa là bảo vệ, giữ gìn. Vì vậy, những người hay những quốc gia chịu ảnh hưởng của sao hỏa đều có khuynh hướng phân rõ trắng đen, tương đối cố chấp giống như một con gà trống hiếu chiến. Annan dự ngôn rằng từ tháng 4 năm 2024, hành tinh chính của Ấn Độ sẽ chuyển thành sao hỏa. Đặc điểm của quốc gia này cũng sẽ chuyển từ ôn hòa sang bốc đồng và bạo lực, nên tương lai có thể xảy ra tranh chấp với các quốc gia láng giềng, thậm chí là sử dụng vũ lực. Nhưng mâu thuẫn với quốc gia láng giềng sẽ không làm ảnh hưởng đến vận mệnh phát triển chung của Ấn Độ. Đến năm 2031, kinh tế Ấn Độ sẽ đạt được một bước phát triển lớn, sức ảnh hưởng trên toàn cầu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Parker nói rằng trong quá trình phát triển của Ấn Độ, tuy rằng sẽ có xung đột với các nước láng giềng Pakistan, nhưng ở tương lai có thể Pakistan và Ấn Độ sẽ hợp nhất thành một quốc gia. Parker nhấn mạnh rằng điều này sẽ không xảy ra năm 2024, nhưng nó sẽ kiểu như một hạt giống được chôn vùi trong đất, bén rễ và nảy mầm vào năm 2024. Vì vậy, lời dự ngôn về Ấn Độ của hai nhà tiên tri đương thời là Annan và Parker tương đối giống nhau. Việc hai quốc gia Pakistan và Ấn Độ hợp nhất là một lời dự ngôn rất đáng kinh ngạc và còn nhiều tranh cãi. Trước năm 1947, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh đều là một phần của vùng Braille thuộc Anh. Năm 1947, Ấn Độ và Pakistan phân tách. Sau khi mỗi nước độc lập, từng có trào lưu đề xuất Ấn Độ và Pakistan hợp nhất nhưng chưa thể thực hiện được.
Ngược lại, vào các năm 1947, 1965 và 1971 đã xảy ra 3 lần chiến tranh Ấn Độ-Pakistan. Vì vậy, với lời dự ngôn này của Parker, chúng ta sẽ xếp vào nhóm những suy nghĩ bay bổng. Điều thú vị hơn chính là một người tự xưng đến từ tương lai rất nổi tiếng trên mạng cũng từng dự ngôn như vậy về Ấn Độ. Người đàn ông đến từ tương lai này tự xưng bản thân từ năm 2062 quay trở về năm 2010. Lúc đầu, nhiều người có thái độ cười nhạo, nếu anh ta đến từ tương lai thì tôi là người đến từ sao hỏa. Vào tháng 11 năm 2010, người đàn ông này đưa ra một số lời dự ngôn trên website của Nhật Bản, trong đó có một lời tiên đoán rằng năm 2011 ở vùng Đông Bắc Nhật Bản sẽ xảy ra động đất và năm 2016, thành phố Kumamoto ở đảo Kyushu của Nhật Bản cũng sẽ xảy ra động đất. Kết quả những lời dự đoán này đều ứng nghiệm. Tháng 3 năm 2011, một trận động đất 9 độ Richter đã xảy ra ở Thái Bình Dương, cách tỉnh Miyagi, Nhật Bản, 130 km về phía đông nam. Sau sự kiện này, mọi người đã có phần tin tưởng người đến từ tương lai. Đến năm 2016, thành phố Kumamoto quả nhiên đã xảy ra trận động đất mạnh 7,3 độ Richter. Khi đó, cư dân mạng đã gọi người đàn ông này là người tương lai 2062. Người đến từ tương lai này khẳng định rằng vào năm 2062, Ấn Độ sẽ là quốc gia lớn nhất châu Á với dân số xấp xỉ 5,5 tỷ người. 5,5 tỷ người chiếm phần lớn dân số toàn trái đất hiện nay. Tuyên bố này có phần quá cường điệu. Trong lịch sử, lúc Ấn Độ có diện tích lãnh thổ lớn nhất chính là thời kỳ Rai thuộc Anh. Số dân là 5,5 tỷ người, phải bao gồm cả dân số vùng Nam Á và Đông Nam Á, thậm chí là cả vùng Đông Á ngày nay mới có thể có nhiều người như vậy. Dự ngôn và tiểu thuyết có những lúc khó có thể phân biệt được. Vì thế, chúng ta sẽ tạm thời xếp lời tiên tri này vào loại tiểu thuyết tiên tri. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lời dự ngôn về châu Âu và châu Mỹ. Parker dự đoán, vào năm 2024, châu Âu sẽ có nhiều thay đổi lớn như thắt chặt chính sách nhập cư. Parker nói rằng, điều này cho thấy sự kết thúc của chủ nghĩa đa văn hóa ở châu Âu. Châu Âu sẽ quay trở lại với chủ nghĩa bảo thủ và truyền thống. Tiếp theo, Parker còn nói rằng, sau khi nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, từ năm 2024 về sau, tổ chức này sẽ tiếp tục phân tách. Các nước thành viên EU ngày nay sẽ được chia thành ba nhóm lớn. Phần phía Tây do nước Pháp dẫn đầu, phần phía Đông và phần Trung tâm sẽ do nước Đức làm trung tâm. Các nước Bắc Âu sẽ do Thụy Điển đứng đầu. Người phương Đông đều rõ nguyên lý thiên hạ hợp lâu sẽ phân chia lâu sẽ hợp. Vì vậy, trong tương lai, nếu Liên minh châu Âu bị chia tách thì cũng không phải là điều quá khác thường. Các nước Pháp, Đức và Thụy Điển đều là những nước hùng mạnh ở châu Âu. Nếu những nước này trở thành trung tâm của khu vực tập hợp các quốc gia xung quanh cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Parker nói rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, chia rẽ tốt hơn so với hợp lại. Sự phân chia của Liên minh châu Âu trong tương lai chính là một điều tốt, nhưng Parker lại không nói rõ nguyên nhân cụ thể. Sau khi nói xong dự nguồn về châu Âu, Parker đổi chủ đề và nói về Bắc Mỹ. Ông dự đoán rằng Thủ tướng Canada Trudeau sẽ từ chức do đấu tranh nội bộ. Có thể trong thời gian năm 2024-2025, Canada sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Đảng bảo thủ sẽ chiến thắng và liên nắm quyền. Sau đó Parker nói rằng cựu Tổng thống Trump của nước Mỹ sẽ vượt qua khó khăn tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và cuối cùng giành chiến thắng. Có một điều thú vị chính là bộ phim hoạt hình Gia đình Simpson chứa đựng những lời tiên tri bí ẩn cũng thể hiện nội dung tương tự như vậy. Trong tập 17 phần 11 phát sóng năm 2000, lời tiên tri nổi tiếng nhất của bộ phim hoạt hình Gia đình Simpson xuất hiện. Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Có lẽ mọi người đã nghe qua lời tiên tri này rất nhiều lần. Rất nhiều YouTuber cũng nói về lời tiên đoán này. Thế nhưng, còn có một lời tiên tri đáng kinh ngạc hơn là vào tháng 11 năm 2022, khi cựu Tổng thống Trump sẽ tuyên bố tham gia bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Iceland, biên kịch của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Gia đình Simpson, chỉ cười và nói rằng chúng tôi lại dự đoán đúng rồi. Thì ra vào năm 2015, đội sản xuất của bộ phim hoạt hình này đã phát hành một tập phim ngắn có tên là Hành trình của Trump. Nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình này là Homer đã tiếp xúc với tóc của Trump và bước vào một hành trình phi thường. Khi Homer bay qua rừng tóc, một biển hiệu tranh cử của Trump xuất hiện. Ở phía dưới thời gian từ năm 2016, 2020, 2024 và kết thúc ở năm 2028.
Tấm biển Trump 2024 ám chỉ rằng Trump sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vậy biển tranh cử phía sau đó có ý nghĩa gì? Từ năm 2016 đến năm 2020 là nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump. Điều này đã rất rõ ràng rồi. Trump quả thực đã tham gia cuộc bầu cử năm 2020, nhưng cuối cùng không trúng cử. Sau đó Trump quyết định sẽ tham gia cuộc bầu cử năm 2024. Thời gian tấm biển cuối cùng là năm 2028. Điều này ám chỉ rằng Trump sẽ thắng cử vào năm 2024 và làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Đoạn phim ngắn này được phát hành năm 2015, khi ấy Trump chỉ vừa mới tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Vì vậy, đoạn phim ngắn này là một lời dự ngôn. Chúng ta hãy cùng xem dự ngôn này liệu có ứng nghiệm hay không. Cư dân mạng truyền tai nhau rằng tổ sáng tạo của bộ phim Gia đình Simpson toàn là những chuyên gia. Vậy tại sao một bộ phim hoạt hình lại có khả năng dự đoán chính xác như vậy? Có rất nhiều ý kiến khác nhau, ví dụ như có người cho rằng những điều này được nhìn thấy qua quả cầu pha lê, hoặc có ý kiến cho rằng có liên quan đến các tổ chức ngầm. Về vấn đề này, chúng ta sẽ thảo luận sau. Tập 17, phần 23 của bộ phim Gia đình Simpson phát sóng vào năm 2005 có một cảnh như thế này. Để cắt giảm chi phí, ông chủ của Homer đã sa thải tất cả nhân viên ngoại trừ Homer. Homer là người bảo trì và huấn luyện duy nhất đã được giữ lại. Tỷ lệ thất nghiệp của thị trấn nơi Homer sinh sống lập tức tăng lên đến 99%. Ông chủ nói với Homer rằng anh huấn luyện chúng và chúng sẽ thay thế anh. Chúng ở đây chính là trí tuệ nhân tạo AI. Câu nói trên của ông chủ chính là nói về hậu quả khi huấn luyện AI. Cũng có thể được xem là một lời tiên tri. Những người có kinh nghiệm sẽ huấn luyện AI để AI được học sâu, khiến chúng trở nên ngày càng hữu ích. Cuối cùng, AI sẽ thay thế con người. Ví dụ thường thấy nhất chính là robot giao đồ ăn của nhà hàng. Khi có những robot này, ông chủ nhà hàng sẽ không cần phải thuê hoặc chỉ thuê rất ít nhân viên phục vụ. Có người cho rằng tập phim hoạt hình này đang dự đoán về xu hướng khoa học công nghệ năm 2024. Từ năm 2024, AI sẽ thay thế con người trên quy mô lớn. Một số CEO của các công ty Fortune 500 và các nhà lãnh đạo của thung lũng Silicon cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể thay thế rất nhiều công việc của con người. Tuy nhiên hiện tại, AI vẫn có khuyết điểm, đó là công nghệ thị giác AI vẫn còn khá đắt đỏ nên rất nhiều doanh nghiệp không có khả năng chi trả. Do đó, AI sẽ được sử dụng để thay thế con người ở những công việc đòi hỏi phải nắm bắt trực quan, xử lý thông tin và ra quyết định hành động. Nếu chi phí thị giác AI có thể giảm đáng kể vào năm 2024, điều này sẽ rất nguy hiểm. AI sẽ bắt đầu thay thế công nhân trên quy mô lớn. Giáo sư Gino Garcia của Đại học Queen Mary ở London cho rằng, chi phí thị giác của AI cao sẽ giúp công nhân giữ được việc làm. Barker còn dự đoán rằng vào năm 2024, tân giáo hoàng sẽ lên ngôi tại Vatican. Giáo hoàng hiện tại Francis sẽ thoái vị vào năm nay. Một số tín đồ công giáo cảm thấy lo lắng vì họ cho rằng giáo hoàng hiện tại là vị giáo hoàng cuối cùng được tiên tri. Nếu giáo hoàng Francis từ chức, điều đó chính là sự kết thúc của công giáo. Đồng thời, cuộc thẩm phán tận thế sẽ đến. Có một lời tiên tri cổ xưa gọi là lời tiên tri giáo hoàng. Lời tiên tri này liệt kê 112 vị giáo hoàng và giáo hoàng Francis hiện tại đến từ Argentina chính là vị giáo hoàng thứ 112. Lời tiên tri giáo hoàng được cho là do Thánh Malachi, tổng giám mục Armagh của Ireland, sáng tác vào thế kỷ 12, tương truyền Thánh Malachi có khả năng tiên tri. Thánh Malachi đã nhìn thấy hình ảnh về 112 vị giáo hoàng trước ngày phán xét cuối cùng khi đến thăm Rome vào năm 1139. Sau đó, vị thánh này đã ghi chép lại những gì mình nhìn thấy trên gia kiểu và trao nó cho giáo hoàng Innocent II lúc bấy giờ. Sau khi đọc xong, giáo hoàng đã trang trọng niêm phong cuộn gia cửu và cất giữ trong kho lưu trữ của Vatican. Suốt hơn 400 năm không ai đụng đến cuộn gia cửu. Mãi cho đến cuối cùng của thế kỷ 16, một nhà truyền giáo mới tiết lộ những nội dung bên trong. Tuy nhiên, lời tiên tri không nêu tên cụ thể của các vị giáo hoàng mà cung cấp các đặc điểm để nhận diện. Ví dụ như giáo hoàng đến từ quốc gia nào, huy hiệu sở thích, các giá trị theo đuổi hay những hiện tượng thiên văn khi giáo hoàng sinh ra, v.v. Ví dụ, lời tiên tri mô tả giáo hoàng John Paul đệ nhị bằng hiện tượng nhật thực. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng nhật thực đã xảy ra vào cả hai thời điểm quan trọng trong cuộc đời của vị giáo hoàng này. Đó là vào ngày sinh của ông 18 tháng 5 năm 1920 và ngày tang lễ của ông mùng 8 tháng 4 năm 2005.
Giáo hội Công giáo không chính thức xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của lời tiên tri giáo hoàng. Một số nhà thần học tin rằng lời tiên tri của giáo hoàng thực sự ra đời vào cuối thế kỷ 16 và tác giả thực sự có thể là nhà tiên tri nổi tiếng Richard Amos. Theo lời tiên tri giáo hoàng cổ đại này, sau khi giáo hoàng thứ 12 nghỉ hưu, Rome sẽ sụp đổ và thiên chúa tối cao sẽ phán xét con dân của ngài. Vậy nếu dự đoán của Parker về năm 2024 trở thành sự thật, liệu năm 2024 có phải là năm bắt đầu của đại thẩm phán tận thế hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Abhigya Anand đã trở nên nổi tiếng như một hiện tượng độc đáo. Với khả năng tiên tri được coi là kỳ diệu và sức mạnh đáng kinh ngạc, Anand đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên khắp thế giới. Trong vài năm trở lại đây, chúng ta đã thấy những dự đoán khác nhau về ngày tận thế, chiến tranh thế giới, thảm họa thế giới, khủng bố tấn công. Các nhà chiêm tinh đưa ra nhiều sự kiện khác nhau trong tương lai, đôi khi đúng hoặc sai. Lần này, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand được gây chú ý lớn khi dự đoán sốc về một đại nạn kinh hoàng trong khoảng thời gian 2024-2025 đã khiến nhiều người chú ý và lo lắng. Anand cho biết tất cả những lời tiên tri của mình đều dựa trên thuật chiêm tinh, có cơ sở khoa học rõ ràng. Thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết sẽ có nhiều thay đổi xảy ra khi sao Mộc tiến vào cung Ma Kết và các vật thể không xác định va vào bề mặt sao Mộc. Những vấn đề này sẽ nhanh chóng xảy đến với thế giới và tiếp tục leo thang. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn vào những dự ngôn của thần đồng Anand và những dự báo kỳ diệu của ông về đại nạn kinh hoàng sắp tới trong năm 2024-2025. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiên tri thần đồng Anand mới nhất, một đại nạn kinh hoàng vào năm 2024-2025. Abhigya Anand sinh năm 2006, được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ nhờ khả năng dự đoán chính xác hàng loạt sự kiện lớn của thế giới. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã thể hiện những khía cạnh khác so với những đứa trẻ bình thường. Abhigya Anand học tiếng Phạn từ năm 7 tuổi. Năm 10 tuổi, cậu bắt đầu học chiêm tinh Vệ Đà với những nội dung khó nhằn ngay cả với người lớn. Thế nhưng vẫn đạt thành tích xuất sắc. Chẳng mấy chốc, Abhigya Anand đã thông thạo 6 thứ tiếng. Năm 14 tuổi, cậu cũng nhận được văn bằng tốt nghiệp về vi sinh vật học Ayurvedic và hiện đang theo học bằng tiến sĩ về chiêm tinh học Ấn Độ. Năm 2013, gia đình giúp Anand tạo lập một kênh YouTube. Ban đầu nội dung của kênh chỉ là cuộc sống thường ngày của gia đình. Thế nhưng vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, kênh YouTube này đã đăng tải một video. Trong đó, Anand xuất hiện và tiên tri rằng vào cuối năm 2019, thế giới sẽ phải đối mặt với một thảm họa kinh hoàng có thể lây truyền. Thật bất ngờ, cuối năm 2019 và đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã xảy ra trên toàn thế giới, gây ra những hậu quả khủng khiếp về mọi mặt của đời sống và đến nay vẫn chưa hồi phục lại được. Kể từ đó, tên tuổi của Anand bắt đầu được biết đến. Thần đồng tiên tri Ấn Độ được cho là cũng đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện khác của thế giới như khủng hoảng kinh tế thế giới, động đất tại Nhật Bản, nắng nóng tại châu Âu, thảm họa Itaewon Hàn Quốc, vụ sập cầu tại Ấn Độ. Mới đây, Anand tiếp tục sử dụng khả năng chiêm tinh học để đưa ra 6 lời tiên tri về vận mệnh của thế giới trong năm 2024-2025. Cậu khẳng định năm 2024-2025 sẽ là một năm mà thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều cuộc khủng hoảng và thảm họa đòi hỏi con người phải cùng chung tay hợp tác ứng phó. Địa chính trị Đông Nam Á và Ấn Độ. Anand nói về những mối nguy hiểm mà Đông Nam Á và Ấn Độ có thể phải đối mặt trong năm 2024 và rất nhiều thứ sẽ thay đổi đối với hệ thống chính trị của các quốc gia ở Đông Nam Á. Điều này đã được giải thích và dự đoán trong một số video về Ấn Độ vào năm 2023 và 2024. Cậu cũng đã giải thích rằng luật pháp của đất nước sẽ thay đổi dù điều này diễn ra muộn màng. Thần đồng tiên tri đưa ra một dự đoán quan trọng khác rằng toàn bộ hệ thống chính trị của các quốc gia ở Đông Nam Á sẽ thay đổi nhanh chóng trong 20 năm tới, mặc dù điều này đã được nhắc tới trong một video trước đây. Nhưng trong video này, Anand muốn coi đây là một tuyên bố, lần này là dựa trên những phát hiện chiêm tinh vững chắc. Anand nói rằng toàn bộ cơ cấu chính trị hiện đang là một phiên bản rất khó hiểu, đó là tình hình hiện tại của chúng ta. Một số quốc gia đang ở trong chế độ đạo tặc
trị. Thậm chí, Ấn Độ đã có lúc ở trong thời kỳ sâu sắc của chế độ này. Một số quốc gia đang chuyển sang chế độ quyền lực tập trung và rất nhiều hệ thống cai trị khác. Anand tin rằng sẽ có một sự chuyển đổi lớn về cách mỗi quốc gia tự cai trị. Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển đổi lớn. Không có thế chiến vào năm 2024, Anand thường không đưa ra những tuyên bố của mình về thế chiến, bởi vì cậu lo ngại rằng ngay cả chỉ khi nói về chiến tranh thế giới nói chung thì có một số cơ quan truyền thông ở Đông Nam Á sẽ bắt đầu hiểu sai bất cứ điều gì được tuyên bố. Trái ngược với tuyên bố của nhiều nhà phân tích, cậu chưa bao giờ nói rằng thế chiến sẽ xảy ra vào năm 2024 hay bất cứ điều gì tương tự, và cậu dự đoán sẽ không có thế chiến nào vào năm 2024. Anand chỉ nói rằng những sự kiện mà chúng ta đang thấy hiện nay và những xung đột đang âm ỉ diễn ra ở những nơi khác nhau trên thế giới có khả năng biến thành một cuộc xung đột toàn cầu lớn mà chúng ta có thể gọi là chiến tranh thế giới. Những điều này rất có thể sẽ xảy ra vào cuối thập kỷ này, trừ khi con người đoàn kết lại, can thiệp và tạo ra một sự thay đổi lớn. Bởi vì trong quan niệm của Ấn Độ, Janata có nghĩa là công chúng, những người có khả năng làm những điều vĩ đại và công chúng rất quyền lực. Nếu họ thực sự muốn đến với nhau thì họ sẽ đến với nhau. Nếu muốn đấu tranh thì công chúng sẽ đấu tranh. Vì vậy chúng ta có thể sẽ rơi vào một cuộc xung đột toàn cầu. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào công chúng. Và đôi khi công chúng lại rất cả tin. Vì vậy Anand đưa ra lời khuyên rằng tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng thật không may, dựa trên những quan sát và phân tích chiêm tinh, Anand cho rằng một cuộc xung đột toàn cầu rất có thể sẽ xảy ra trong vài năm tới. Chiến tranh Israel-Hamas, Anand cho rằng đó cũng là một vị trí chiêm tinh nằm ở trục Bạch Dương. Israel và các lực lượng khác trong khu vực sẽ phát động một chiến dịch lớn chống lại những kẻ khủng bố, trong đó sẽ gây ra cái chết cho hàng nghìn người, bao gồm cả những người vô tội và những kẻ khủng bố. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đây là một cuộc chiến rất dài mà mọi người nghĩ rằng Israel rất hùng mạnh và họ sẽ nhanh chóng xử lý được những người này. Anand cho biết cậu không nghĩ vậy. Cậu cho rằng sẽ mất một thời gian rất dài và điều này sẽ đi một chặng đường rất dài về tổng thể trong việc định hình nền chính trị toàn cầu. Hamas sẽ không sớm kết thúc. Từ năm 2024 đến năm 2025, có một số sự kiện rất quan trọng sẽ xảy ra. Đứng đầu trong đó là việc nguyên thủ quốc gia Ấn Độ, hay nói cách khác chính là Thủ tướng Ấn Độ và các quan chức cấp cao khác sẽ gặp nguy hiểm trong nửa đầu năm 2024, cũng như trong suốt năm 2024. Những gì chúng ta đang thấy ở Ấn Độ ngày nay là sự tái hiện của những năm 1960. Bối cảnh chính trị của Đông Nam Á sẽ phát triển theo một cách hoàn toàn khác trong vài năm tới. Sẽ có một số nỗ lực cuối cùng của các phần tử cực đoan nhằm tạo ra một số loại náo loạn vào khoảng tháng 4 năm nay. Năm 2024, có điều gì quan trọng? Anand nói rằng sao thổ và sao hỏa sẽ đến gần nhau vào tháng 4 năm 2024. Và cùng với đó, Ấn Độ đang tiến dần tới Mars Mahasdaha, hay còn gọi là Đại Vận. Trong 10 năm qua, Ấn Độ nhìn chung đã ở trên Mars Mahasdaha. Điều này sẽ giúp họ trở thành siêu cường quan trọng trên thế giới, ít nhất là một trong những siêu cường mới nổi. Và nó cũng đã giúp Ấn Độ phát triển một loại quyền lực mềm dưới sự lãnh đạo hiện tại. Điều này tất nhiên là rất tích cực và đồng thời rất đáng khen ngợi. Nhà tiên tri nói thêm rằng vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, sao hỏa sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Ấn Độ nhiều hơn nữa. Vì vậy, rất có khả năng đất nước này sẽ bắt đầu có bản chất giống sao hỏa hơn. Điều đó có nghĩa là họ có thể mạnh mẽ và quyết liệt hơn một chút trong lập trường của mình. Và nhiều yếu tố khiến họ dễ xảy ra xung đột trong vài năm tới, đồng thời ngày càng trở nên hùng mạnh. Vì vậy, 7 năm tiếp theo kể từ tháng 4 năm 2024 cho đến năm 2031, Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng bởi sao hỏa. Anand khẳng định rằng sẽ có rất nhiều thay đổi có thể xảy ra vào tháng 4 năm 2024. Cậu thường không bình luận về các cuộc bầu cử mà có xu hướng tập trung vào các tình huống chính trị, địa chính trị và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Theo chiêm tinh học phương Tây và phương Đông, sao hỏa có thể là một kha-ha tích cực theo nhiều cách, nhưng cũng có thể mang lại một số rắc rối. Nó có khả năng làm cho một đất nước trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều về mặt phòng thủ. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga, cậu cũng đã nói rằng nhiều nước sẽ tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng trong năm đặc biệt này. Anand cũng đề cập tới xu hướng Chandra Mahadasha sẽ xảy ra từ năm 2014 đến năm 2024. Chandra có nghĩa là mặt trăng trong tiếng Sanskrit.
còn Mahadastha là đại vận. Nó thường kéo dài 10 năm. Như vậy thì nó sắp kết thúc vào năm 2024. Chính xác là vào ngày 25 tháng 4 năm 2024. Đây sẽ là một sự thay đổi rất lớn đối với thế giới. Riêng Ấn Độ thì bất cứ điều gì xảy ra vào khoảng tháng 4 này sẽ ảnh hưởng đến đất nước này trong 7 năm tới. Và điều đó có nghĩa là giới lãnh đạo cao nhất của đất nước phải hết sức cẩn thận. Anand khẳng định rằng có một số việc mà ngay cả nhà chiêm tinh cũng không thể đoán chính xác 100% được. Nhưng cậu chắc chắn rằng sẽ có sự thay đổi lớn vào tháng 4 năm 2024 và thế giới sẽ phải trải qua một thời kỳ chuyển đổi mãnh liệt, một số trong đó có thể là tiêu cực, cũng có thể có một vài cuộc bạo loạn xảy ra vào năm 2002 sẽ lặp lại vào năm 2024. Những dự đoán về thế giới năm 2025. Cậu đã đăng toàn bộ nội dung nói về những dự đoán trong năm 2025 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rostia On vào tháng 12 năm 2003 lên YouTube. Các khía cạnh quan trọng nhất là vào năm 2025, một cuộc diệt chủng lớn sẽ diễn ra nhưng bị che đậy. Các dấu hiệu chiêm tinh đằng sau điều này là một sự kết hợp mà chúng ta sẽ thấy vào khoảng tháng 4 năm 2024. Trong đó sao thổ và la hầu đến gần nhau. Điều này từng xảy ra ở đâu đó vào năm 1968 khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra. Thần đồng tiên tri đã đưa ra một số bằng chứng về chu kỳ lịch sử và chiêm tinh cho điều này để giải thích tại sao nó có thể xảy ra. Sao thổ và la hầu đến gần nhau cho thấy một sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ của mọi người. Quyền lực của người dân sẽ được thể hiện một cách rất rõ nét vào năm 2025, dẫn đến một số thay đổi lớn đối với các siêu cường hiện nay trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Một vài vấn đề ở Biển Đông rất có thể xảy ra. Cũng có khả năng một số tàu sẽ bị tấn công hoặc phong tỏa ở Biển Đông hoặc các vùng biển khác trên thế giới vào năm 2025, dẫn tới những leo thang ngoại giao lớn, và chủ yếu chúng ta cũng thấy điều này xảy ra ở Triều Tiên. Trong quá khứ, điều đặc biệt này đã xảy ra tại Hoa Kỳ, một trong những hạm đội lớn của Hoa Kỳ đã bị Hải quân Triều Tiên bắt giữ. Theo Anand, một số vũ khí hủy diệt mạnh mẽ và tiên tiến mới sẽ được thử nghiệm vào năm 2025. Chúng ta đã biết có một số loại vũ khí rất mới, bao gồm cả vũ khí nguyên tử đang được thử nghiệm trên khắp thế giới và đã có một giai đoạn cạnh tranh toàn cầu gay gắt trong lĩnh vực nghiên cứu cũng như thử nghiệm vũ khí hiện đại. Vì thế khả năng đó rất có thể xảy ra. Thế hệ vũ khí toàn cầu thứ ba, hay nói cách khác, vũ khí được sử dụng trong các cuộc xung đột toàn cầu sẽ được thử nghiệm vào khoảng năm 2025. Cậu tuyên bố rằng biển sẽ trở nên hỗn loạn vào năm 2025 và một số xung đột có thể sẽ nổ ra gần các vùng biển hoặc đại dương. Vào khoảng năm 2024 hoặc 2025 có khả năng xảy ra động đất dưới nước, khả năng xảy ra là rất cao vào năm 2025 và nhìn chung là từ tháng 4 năm 2024 đến ngày 25 tháng 4 năm 2025 là một năm vô cùng quan trọng và có rất nhiều điều sẽ xảy ra. Trong video này, cậu cũng nhắc đến khái niệm thế giới thứ ba. Cái gọi là thế giới thứ ba đó là khi chúng ta bị áp bức với tư cách là người Ấn Độ cũng như người Châu Phi. Chúng ta đã trải qua những đau khổ không kể xiết, hay chính xác hơn, tổ tiên của chúng ta đã trải qua vô số đau khổ. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây hôm nay đang ngồi thoải mái. Và hơn thế nữa, rất nhiều người từ cái gọi là các nước thuộc thế giới thứ ba vẫn đang phải chịu đau khổ. Và tin tốt là mọi thứ đang xuất hiện với tốc độ rất nhanh. Tôi có thể nói rằng rất nhiều sự chuyển đổi đã bắt đầu. Nhà tiên tri cũng nói rằng rất có thể hòa bình toàn cầu đến với mọi người khi một số siêu cường lớn nhất thế giới không hài lòng lắm với việc các nước thuộc thế giới thứ ba trỗi dậy một lần nữa và trỗi dậy từ đống tro tàn. Lời tiên tri mới nhất của Anand, những sự kiện lịch sử liệu có lặp lại sau 60 năm? Dự đoán xung đột Israel-Palestine ngày 4 tháng 10 năm 2023. Anand đăng tải video dự đoán các vụ tấn công khủng bố tương tự như vụ 11 tháng 9 sẽ xảy ra lần nữa, có thể vào khoảng cuối tháng 10 hoặc tháng 11. Trong video, Anand cũng giải thích chi tiết lý do tại sao cậu lại dự đoán điều này, nói rằng đó là vì tinh tượng giống như ngày 11 tháng 9 lại xuất hiện, tức là sao Mộc, mặt trăng và sao La Hầu ở cùng phía của trái đất, còn sao Hỏa và sao Kế Đô đang ở phía bên kia. Anand tin rằng dưới cùng một tinh tượng như vậy, trên thế giới sẽ xảy ra những sự kiện tương ứng. Sao La Hầu và sao Kế Đô là hai sao ảo trong chiêm tinh học Ấn Độ, là những sao xấu. Sao Kế Đô có khả năng làm rối loạn và bất ổn trong tâm hồn con người. Trong khi La Hầu là nhân tố chủ chốt gây ra nhật thực và nguyệt thực. Bản chất của nó là sự tham vọng, tính hám lợi vô đáy của thế tục.
hai ngôi sao này cùng với mặt trời, mặt trăng và năm hành tinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ gọi là cửu tinh. Chúng chi phối 12 cung hoàng đạo trên bầu trời. Sự kết hợp và vị trí của các ngôi sao này trong 12... Ngày 4 tháng 2 năm 2024, Anand đã nhắc đến vấn đề Trung Đông trong một video dự đoán của mình. Và điều đáng chú ý là lần này Anand đưa ra một khung thời gian rất cụ thể. Khoảng giữa tháng 6, có thể là ngày 11 hoặc 20 tháng 6, sẽ xảy ra một số sự kiện được lên kế hoạch cẩn thận, thậm chí là một hình thức bạo lực rất khác biệt. Tại sao tiểu thần đồng này lại có sự chắc chắn như vậy? Các hành tinh ảnh hưởng đến hành vi của con người. Có vẻ như Anand đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra những dự đoán của mình. Trong video, Anand chia sẻ rằng qua việc nghiên cứu lịch sử Hồi giáo hơn 1.000 năm qua, cậu nhận thấy rằng bất kỳ khi nào ngôi sao La Hầu trở nên hoạt động mạnh, đặc biệt là trong một số kết hợp chiêm tinh nhất định thì các phần tử cực đoan của Hồi giáo cũng sẽ tăng cường hoạt động dẫn đến các sự kiện bạo lực nổ ra. Nói cách khác, những thay đổi của thiên tượng sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con người. Trên thực tế, liên quan đến mối quan hệ giữa thiên tượng và con người, người xưa có câu nói thiên nhân cảm ứng. Quan niệm này cho rằng các hiện tượng thiên văn của hành vi của con người có sự tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Ở thời hiện đại, một số người còn sử dụng thuyết rối lượng tử để giải thích tác động của các hành tinh đối với con người. Trong một thí nghiệm nổi tiếng về cơ học lượng tử, các nhà khoa học ghép hai lượng tử ở trạng photon với nhau, tức là tạo ra một trạng thái quấn xoắn, rồi sử dụng vệ tinh để vận chuyển chúng đến khoảng cách hơn 1.200 km trong không gian. Người ta thấy rằng hai photon vẫn tương tác với nhau, nghĩa là dù ở xa nhau nhưng chúng vẫn cảm ứng lẫn nhau. Vì vậy, nếu có một mối quan hệ rối lượng tử nào đó giữa các hành tinh trên bầu trời và con người, liệu những thay đổi của các ngôi sao có ảnh hưởng đến hành vi của con người không? Mọi người đều biết rằng sự thay đổi chu kỳ của mặt trăng có ảnh hưởng rất lớn đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Vào tháng 4 năm nay, một bài báo nghiên cứu đăng trên một tạp chí quốc tế về khoa học đã xác nhận nhận định này. Bài báo cho các nhà khoa học Pháp và Mỹ đồng hợp tác thực hiện kết luận rằng sự thay đổi của trạng thái trăng, non, khuyết, tròn có liên quan rõ rệt đến chu kỳ sinh lý của phụ nữ. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân đằng sau hiện tượng cơ thể con người tương ứng với các thiên thể này, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Cộng đồng khoa học đã bắt đầu chú ý đến tác động của chuyển động của hành tinh đối với con người. Có lẽ trong tương lai gần, các nhà khoa học sẽ chứng minh được rằng những ngôi sao xa xôi đó không còn chỉ là những cảnh đẹp treo lơ lửng trên bầu trời nữa, và chiêm tinh cổ đại cũng sẽ được phát triển theo hướng khoa học hơn, để có thể dự đoán tương lai một cách chính xác hơn. Mặc dù thùng thuốc súng ở Trung Đông có thể bùng phát trở lại vào tháng 6 năm nay, nhưng Anand cũng chắc chắn rằng chiến tranh thế giới sẽ không nổ ra trong năm 2024. Anand cho rằng mặc dù các xung đột đang xảy ra hoặc đang hình thành ở các khu vực khác nhau trên thế giới, có thể sẽ phát triển thành một cuộc xung đột toàn cầu lớn trong tương lai. Nhưng nếu nhân loại đoàn kết với nhau và cùng nhau can thiệp, thì vẫn có thể tạo nên những thay đổi lớn. Mặc dù trong diễn biến của các chòm sao, Anand nhìn thấy khả năng sẽ xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu trong vài năm tới, nhưng cậu cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Anand nói rằng, sức mạnh của công chúng là rất lớn, và việc chúng ta sẽ rơi vào xung đột toàn cầu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Những sự kiện quan trọng trong tháng 4. Ngoài tháng 6, Anand còn nhắc đến trong tháng 4. Trong dự đoán của mình vào ngày 21 tháng 1, cậu đã đề cập rằng nhiều thay đổi lớn sẽ xảy ra trong tháng 4. Điều này rất quan trọng. Anand thậm chí còn cho rằng ngày 20 đến 24 tháng 4 là ngày bắt đầu một chu kỳ mới tuyệt vời. Chắc chắn rồi, rất nhiều chuyện lớn đã xảy ra vào tháng 4 năm nay. Đầu tiên ngày 3 tháng 4, một trận động đất lớn có cường độ 7,2 độ Richter xảy ra ở Đài Loan, tương đương năng lượng của 32 quả bom nguyên tử. Ngày 6 tháng 4, một trận động đất xảy ra ở khu vực đô thị New York của Mỹ. Tuy nhỏ, cường độ chỉ 4,8, nhưng là trận động đất mạnh nhất trong 240 năm qua. Vào ngày 8 tháng 4, nhật thực toàn phần đã xảy ra ở Bắc Mỹ. Trong văn hóa cổ xưa của Á Đông, nhật thực được gọi là thiên cầu nhật thực, là dấu hiệu của sự rối loạn và đau khổ. Trong quá khứ, khi xảy ra nhật thực toàn phần, điều đó thường báo trước sự bùng nổ của chiến tranh và hỗn loạn. Ngày 15 tháng 4, bầu trời đỏ như máu kỳ lạ xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, kéo dài gần một đồng hồ. Nhiều người Vũ Hán đã chụp ảnh và đăng tải lên trang mạng xã hội. Sau khi xem được những hình ảnh đó, một cư dân mạng nhận xét rằng nó thật rùng rợn và cho rằng đó là một điểm xấu. Những người khác nói đây là lời nhắc nhở trước thảm họa. Những người khác lo lắng rằng đó là điểm báo của một trận động đất. Vậy bầu trời đỏ này đến từ đâu?
Cơ quan khí tượng địa phương Trung Quốc cho biết đây không phải là hiện tượng khí tượng nhưng họ không biết nguyên nhân gây ra. Thật trùng hợp, vào tối ngày 23 tháng 5, khi cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan đang diễn ra, bầu trời đẫm máu cũng xuất hiện ở Chu Sơn, Chiết Giang. Và đây không phải là lần đầu tiên những điều bất thường như vậy xảy ra ở Chu Sơn. Một năm trước, vào tối ngày 7 tháng 5 năm 2023, bầu trời đỏ như máu này cũng xuất hiện ở Chu Sơn. Đúng vậy, hiện tượng bầu trời có màu máu như vậy cũng không phải là mới xuất hiện gần đây. Lý Thuần Phong thời Nhật Đường, một trong hai tác giả chính của cuốn sách Tiên tri Thôi Bối Đổ, đã từng nhắc đến hiện tượng bầu trời đỏ máu này trong tác phẩm chiêm tinh học nổi tiếng của ông, Ất Tỵ Chiêm. Ông đã viết, khí đỏ xuất hiện giữa bầu trời, chưa đầy một năm sẽ có người lên nắm quyền lực. Khí đỏ bao phủ, đó là dấu hiệu của máu đổ, tức là bầu trời đỏ máu, báo trước sự xung đột có máu đổ và sự thay đổi triều đại. Vậy liệu Trung Quốc có thể sắp thay đổi chính quyền chăng? Thật khó nói. Trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc, trước mỗi lần thay đổi triều đại luôn có những hiện tượng bất thường xuất hiện. Điều này đã được khẳng định nhiều lần. Ngay ngày hôm sau, ngày 16 tháng 4, đã xảy ra một trận lụt rất kỳ lạ và một vụ hỏa hoạn cũng rất kỳ lạ. Lũ lụt kỳ lạ trên sa mạc. Đầu tiên là một trận lụt lớn chưa từng thấy hàng nghìn năm tại sa mạc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bắt đầu từ đêm 15 tháng 4, mưa lớn liên tục, thậm chí còn xuất hiện dông bão. Bầu trời Dubai hiện tượng hiếm thấy là chuyển sang màu xanh trong vòng một giây. Trong ngày đó, cả nước chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn mạnh nhất trong 75 năm qua. Tại Dubai, nơi có lượng mưa trung bình cả năm chỉ khoảng 79mm, thì chỉ trong một ngày đã đạt tới 159mm, tương đương với lượng mưa trong 2 năm. Sân bay Dubai lập tức bị tê liệt, nhiều con đường bị đổ vỡ, nhà cửa hư hại, hàng loạt ô tô bị chìm nước biển, mọi người hoang mang kinh hãi. Trận lũ lụt bất ngờ này đã gây chấn động toàn bộ thế giới Ả Rập. Trong những năm gần đây, ngày tận thế đã được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Người ta nói rằng nền văn minh cuối cùng của chúng ta đã bị hủy diệt bởi một trận lụt. Cùng một lúc đó, ở châu Âu xa xôi, một vụ hỏa hoạn bí ẩn đã xảy ra tại sở giao dịch chứng khoán cũ ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Đây là công trình kiến trúc biểu tượng của Copenhagen, cũng là sàn giao dịch chứng khoán cổ nhất của Đan Mạch, được xây dựng và hoàn thành trong vòng 21 năm vào thế kỷ thứ 17. Công trình này nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, mái nhọn hình rồng với đỉnh tháp cao 56 mét như bốn cái đuôi rồng quấn vào nhau. Trong vụ hỏa hoạn, ngọn tháp này cũng bị hư hại và đổ sụp trước ống kính của phóng viên. May mắn là các tác phẩm nghệ thuật lưu giữ trong tòa nhà đều được cứu kịp thời, bao gồm cả một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Điều kỳ diệu sau vụ cháy ở nhà thờ Đức Bà Paris. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1919, một đám cháy bùng phát tại nhà thờ Đức Bà Paris. Ngọn tháp cao chót vót theo phong cách kiến trúc Gothic không thể trụ vững trong ngọn lửa. Và con gà trống Gallic, tức là gà trống Gaula vàng, kiêu hãnh, đứng trên đỉnh ngọn tháp cũng rơi xuống đất. Con gà trống này không phải là một vật trang trí thông thường. Bên trong bụng nó chứa ba món đồ quý giá. Thứ nhất là mảnh vỡ của vương miện gai mà Chúa Giê-xu đội khi chịu nạn. Thứ hai là di cốt của Thánh Daniel, một vị thánh công giáo thế kỷ thứ ba. Và thứ ba là di cốt của Thánh Servovins, một vị thánh bảo hộ của Paris. Chính vì thế, con gà vàng này cũng được coi là biểu tượng phi chính thức của Paris. Sau khi hỏa hoạn, phát ngôn viên của nhà thờ cho biết mặc dù toàn bộ công trình bị hư hại nặng nề, nhưng vì lúc đó nhà thờ Đức Bà đang được sửa chữa lại, nên một số tác phẩm nghệ thuật đã được tháo dỡ trước đó, và phần lớn các bộ sưu tập quý giá cũng đã được bảo vệ đặc biệt. Nên việc hủy hoại là không nhiều. Điều kỳ diệu là cửa sổ hoa hồng màu sắc rực rỡ, biểu tượng của nhà thờ đã may mắn sót lại qua đám cháy lớn. Ông Edward Branson, giáo sư chuyên về lịch sử Pháp tại Đại học New York cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng cửa sổ hoa hồng là vô giá và thật khó tin là nó có thể tồn tại ở nhiệt độ cao. Điều khó tin hơn nữa là sau khi đám cháy đi qua, người ta đã tìm thấy con gà trống rơi từ trên tháp cao xuống giữa đống tro tàn. Sau khi rơi từ độ cao như vậy, con gà trống gần như còn nguyên vẹn ngoại trừ một số vết lõm nhỏ trên thân. Mọi người đều nói rằng chú gà trống đã tái sinh từ đống tro tàn. Giờ đây, chú không còn là gà nữa mà là một con phượng hoàng tái sinh. Vậy bạn nghĩ sao về sự kết hợp của hai thảm họa xảy ra trong cùng một ngày này? Có người nói rằng trong kinh dịch có câu thiên thủy tượng kiến cát hung, nghĩa là trời tuy không nói xa nhưng lại thể hiện qua các hiện tượng thiên nhiên để báo trước điểm may rủi. Trận lũ lụt ở sa mạc như thể đang nói với chúng ta rằng những tai họa do trời giáng xuống
là không thể né tránh. Thực tế, từ thảm họa sóng thần ở Indonesia năm 2004 đến động đất Fukushima ở Nhật Bản năm 2011 đến đại dịch COVID-19 năm 2019, các thảm họa thường đến một cách bất ngờ và dù công nghệ của con người đã tiến bộ vượt bậc, vẫn không thể dự đoán được. Tuy nhiên, vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris cũng cho chúng ta biết rằng trong thảm họa vẫn có những thứ được lưu tồn, vẫn còn có cách để được lưu lại. Điều đó được phụ thuộc vào cách thần lựa chọn. Những thứ được thần lựa chọn đương nhiên sẽ được lưu lại. Bạn nghĩ sao về cách giải thích này? Tiên tri về Trung Quốc, Anand còn đưa ra những dự đoán về Trung Quốc, về vấn đề bất động sản mà mọi người đang quan tâm hiện nay. Anand cho rằng, vào năm 2024, chiêm tinh tương ứng của Trung Quốc không quá xấu, thị trường bất động sản sẽ không sụp đổ hoàn toàn, nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm sau khi phục hồi. Có vấn đề eo biển Đài Loan thì sao? Anand cho rằng, chi tiêu vũ khí của Trung Quốc sẽ tăng lên. Có thể xảy ra một số vấn đề ở Biển Đông và có thể sẽ có một số tàu thuyền bị tấn công hoặc bị phong tỏa. Và điều này sẽ dẫn đến sự leo thang ngoại giao nghiêm trọng vào năm 2025. Điều đáng chú ý là Anand đề cập rằng theo chiêm tinh 60 năm là một chu kỳ lặp lại. Vì vậy, cậu đã đặc biệt nhấn mạnh rằng mọi người nên xem xét lại lịch sử của năm 1964, năm 1965 và 1971 vì những sự kiện tương tự có thể sẽ xảy ra vào năm 2024 và 2025. Từ năm 1964 đến năm 1971, ở Trung Quốc cơ bản là thời kỳ trước và trong cách mạng văn hóa. Liệu Trung Quốc có thể lùi lại vào giai đoạn tăm tối đó không? Điều đáng lo ngại là những dấu hiệu hiện tại cũng không loại trừ khả năng này. Mặc dù chiêm tinh học đưa ra những dự đoán và lý giải, nhưng quả thật chúng ta dường như đang ở trong thời kỳ nhiều biến động lớn xảy ra. Cổ nhân cho rằng thảm họa giáng xuống là vì đạo đức con người đang xuống dốc một cách nhanh chóng, vượt qua ranh giới đạo đức mà thần cấp cho con người. Khi trưởng lão người Maya đem 13 hộp sọ pha lê tập hợp lại, ông đã truyền đạt lại những điều ẩn chứa trong đó, nhắc nhở con người một khái niệm đã bị quên lãng, khái niệm về nhất thể hóa, đó là tinh thần chính là vật chất. Sự sa đọa về tinh thần sẽ dẫn tới những thảm họa và tai nạn cho thế giới vật chất. Điều mà các nhà tiên tri khuyên chúng ta là tất yếu phải làm cho tiêu chuẩn đạo đức của con người nâng cao trở lại. Con người cần sống thiện lương, tín thần mới có thể nhận được sự che chở của thần trong giai đoạn đầy biến động này. Video của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung trong video ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn nhiều khám phá ý nghĩa. Đừng ngần ngại để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới video và hãy đăng ký kênh và ủng hộ chúng tôi. Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Tính đến nay, những lời tiên tri của thần đồng người Ấn Độ Anand đều đã ứng nghiệm chính xác. Cậu dự đoán rằng sẽ xảy ra lụt ở nước Đức và sông Rhine đã bị ngập. Cậu dự đoán sẽ xảy ra hỏa hoạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cháy lớn. Cậu dự đoán rằng sẽ xảy ra thảm họa vào tháng 8 và tháng 9 ở Trung Quốc. Và các tai họa cứ theo lịch đã định tới tấp ập đến. Và vào thời điểm hiện tại, Anand đã chia sẻ những dự báo mới nhất của mình cho 3 tháng trong năm 2024, tạo nên những tiếng nói đầy lo ngại và cảnh báo về lịch sử lặp lại, thảm họa liên miên. Những dự báo này không chỉ là những cảnh báo đơn thuần mà còn là sự cảnh báo về một chuỗi sự kiện tiềm ẩn có thể có tác động sâu sắc đến cuộc sống của mọi người trên thế giới. Anand đã đưa ra những dự đoán cụ thể và sắc nét về những gì có thể xảy ra trong tháng 7, 8, 9. Hãy cùng nhau khám phá và phân tích những dự báo mới nhất của tiên tri Anand để có cái nhìn tổng quan về những thách thức và cơ hội có thể đối diện trong thời gian sắp tới. Tiên tri Anand tháng 6-7-8 đại kiếp nạn cho nhân loại, một cường quốc mất vị thế. Trong những video tiên tri đặc biệt vào ngày 13 tháng 1 và 24 tháng 2 năm 2024, tiên tri Anand đã đưa ra những dự báo nổi bật về những ngày và tháng quan trọng trong năm 2024. Trong đó, Anand đã nhấn mạnh một số ngày và tháng cụ thể tạo ra sự chú ý và lo lắng từ phía cộng đồng tiên tri và người xem. Đặc biệt, Anand đã đề cập đến những ngày then chốt như 25 tháng 4 và khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 7, cùng những dự báo về tháng 8 và tháng 9. Những thông tin này đã gợi mở và tạo ra sự tò mò về những sự kiện lớn sẽ diễn ra trong thế giới vào những khoảnh khắc quan trọng này. Cùng với sức mạnh ngoại cảm và kinh nghiệm, Anand đã truyền đạt những thông điệp của mình với sự rõ ràng và cụ thể, tạo ra một làn sóng tranh luận và suy đoán từ phía người xem và giới chuyên môn.
Những dự báo này không chỉ là những cảnh báo mà còn là những lời khuyên cho mọi người để chuẩn bị cho những thách thức và cơ hội trong tương lai gần. Cách năm lại ứng nghiệm. Annan đã từng đặc biệt đề cập đến 3 ngày có liên quan đến tai họa của thế giới, đó là ngày 16 tháng 3, ngày 4 tháng 4 và ngày 13 tháng 4. Tuy nhiên, 3 ngày này không phải là nói năm 2024 mà là ngày 6 tháng 3 năm 2022. Annan đưa tiên tri về năm 2022 và đã đề cập đến chúng. Thật trùng hợp là 3 ngày này cũng ứng nghiệm vào năm 2024, 16 tháng 3, mùng 4 tháng 4 và 13 tháng 4 năm 2022 và 2024 đã xảy ra những sự kiện lớn nào. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, đảo Fukushima, Nhật Bản động đất cấp 7,4, Đài Đông, Đài Loan động đất cấp 4,7. Ngày 16 tháng 3 năm 2024, Nicaragua động đất cấp 5,7. Ngày 4 tháng 4 năm 2022, Honshu, Nhật Bản động đất cấp 5,1. Ngày 4 tháng 4 năm 2024, Honshu, Nhật Bản động đất cấp 6,2, Thanh Hải, Trung Quốc động đất cấp 5,5, 23 giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 2024, Hoa Liên, Đài Loan động đất cấp 7,3 và ngày 4 tháng 4 liên tục dư chấn không ngừng. Sau đó, New Jersey và New York, Mỹ động đất ngày 5 tháng 4 và ngày 6 tháng 4. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, đảo New Bridge động đất cấp 6,1, ngày 11 tháng 4, Bình Đông, Đài Loan động đất cấp 5,1 và ngày 12 tháng 4 là động đất cấp 4,8. Ngày 13 tháng 4 năm 2024, Giang Nghĩa, Đài Loan động đất cấp 4,3, Tây Tạng, Trung Quốc động đất cấp 5,2. Sau đó ngày 17 tháng 4, Bunko, Nhật Bản động đất cấp 6,3. Ngày 23 tháng 4, Hoa Liên, Đài Loan động đất cấp 6. Tiên tri của Annan có đặc điểm là thường nói khái quát về khoảng thời gian, tuy nhiên đôi khi sẽ có thời điểm cụ thể, khi đó thường sẽ là có những sự kiện ứng nghiệm chính xác. Đây cũng là điểm khiến mọi người chú ý theo dõi phân tích tiên tri của Annan. Tuy nhiên lần này, 3 ngày cụ thể này lại ứng nghiệm cả năm 2022 và 2024. Có lẽ trái đất đã thực sự bước vào một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Ngày 24 tháng 2 năm 2024, Annan bổ sung cho tiên tri ngày 13 tháng 1 năm 2024 về những sự kiện lớn trong năm 2024. Cậu nhắc nhở rằng bắt đầu từ trung tuần tháng 6, tất cả sẽ trở nên không được như mong muốn của mọi người nữa. Cần đặc biệt chú ý. Hai ngày này rất then chốt. Trong tiên tri ngày 24 tháng 2, Annan nói tháng 4, 6, 7 năm 2024 là 3 tháng vô cùng quan trọng. Tháng 4 về cơ bản có các sự kiện như đã nói trên. Còn tháng 6 thì khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 20 cần hết sức cẩn thận, có thể có đại sự xảy ra. Đoạn thời gian này sẽ có rất nhiều sự kiện lớn, có thể là sự kiện được lập kế hoạch tinh vi, có thể là sự kiện bạo lực. Hơn nữa, loại bạo lực này có hình thức vô cùng khác với bạo lực mà chúng ta thường thấy. Trong đó có thể là bạo lực lan truyền thông tin giả, dẫn đến thù hận trong tâm mọi người, tạo ra hỗn loạn. Annan nói, tháng 6, 7, 8 là thời kỳ đại vận sao hỏa. Khi sao hỏa tiến vào vị trí sao La Hầu, đây là khoảng thời gian rất không tốt. Một số nhân tố bạo lực, đặc biệt là các phần tử thánh chiến, sẽ được kích hoạt dẫn đến xung đột tôn giáo hoặc chiến tranh, đem lại sự thống khổ và tổn thương cho các khu vực khác nhau trên thế giới. Ở đây, Annan lần đầu tiên đề cập đến phần tử thánh chiến Jihadi là các phái khác nhau của Hồi giáo. Annan nói, mỗi khi sao La Hầu được sao hỏa kích hoạt thì những phần tử thánh chiến này sẽ được kích hoạt. Có lẽ mọi người cũng biết sao hỏa đại biểu cho chiến thần, La Hầu đại biểu lên mạnh xuống mạnh. Do đó, khi sao hỏa tiến vào vị trí sao La Hầu thì các sự kiện bạo lực tương tự thánh chiến sẽ bị kích hoạt. Do đó, mọi người cần đặc biệt cẩn thận giai đoạn này sẽ xảy ra sự kiện khủng bố lớn. Tuy nhiên, Annan cũng cho rằng khoảng thời gian này cũng là quá trình thức tỉnh văn minh. Mặc dù những sự tình mà chúng ta đang trải qua đều sẽ xuất hiện hỗn loạn và thất vọng, thậm chí bất công, nhưng thần thoại và thần tích vẫn có thể sẽ xuất hiện. Nếu nhìn vào sơ đồ tinh tượng năm 2024 thì cũng có thể thấy những dự đoán của Annan là không phải vô căn cứ. Ngày 29 tháng 4 năm 2024, sao hỏa sẽ hội tụ với sao hải vương. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, sao thủy hội tụ với sao thiên vương. Ngày 4 tháng 6 năm 2024, sao mộc sẽ hội tụ với sao thủy. Ngày 15 tháng 7 năm 2024, sao hỏa sẽ hội tụ với sao thiên vương. Ngày 7 tháng 8 năm 2024, sao thủy sẽ hội tụ với sao kim. Ngày 14 tháng 8 năm 2024, sao hỏa sẽ hội tụ với sao mộc. Như vậy, 4 tháng sắp tới thực sự là giai đoạn thời gian hỗn loạn, bất an. 7. Cảnh báo. Ngày 13 tháng 1 năm 2024, Annan đã tiên tri rằng
trái đất do ảnh hưởng của sự hội tụ của sao Hỏa, sao Mộc với sao La Hầu, thế giới sẽ lan tràn chủ nghĩa khủng bố, thiên tai, khí hậu, động đất, núi lửa liên tiếp xảy ra, nhân họa, chiến tranh không ngừng đe dọa. Trong video, Anand nhấn mạnh ngày cụ thể là ngày 25 tháng 4 năm 2024. Cậu bày tỏ, đó sẽ là một ngày xảy ra sự kiện lớn liên quan đến diệt chủng. Hơn nữa, thảm kịch như thế này vẫn đang được che đậy. Sự kiện này sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong dòng sông dài lịch sử. Lời tiên tri này của cậu hàm xúc lại thần bí, không tiết lộ cụ thể sự kiện gì, chỉ nhấn mạnh tính quan trọng của ngày này. Do đó, đối với năm 2024, Anand đã đưa ra 7 cảnh báo. 1. Động đất lớn dưới nước. 2. Xung đột chính trị eo biển Đài Loan. 3. Thử nghiệm vũ khí hủy diệt mới. 4. Đại chiến thế giới xảy ra. 5. Các nước trên thế giới có toan tính mưu đồ riêng. 6. Sau tháng 4 năm 2024, mở ra năng lượng mới. 7. Thế giới có thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Thực sự cũng đúng như vậy. Khi sắp khởi đầu năm 2024, thế giới đã vô cùng không yên tĩnh. Cuối năm 2023, núi lửa Iceland bùng phát, nguyên nhân rất kỳ lạ. Ngày đầu tiên năm 2024, núi lửa Kagoshima, Nhật Bản bùng phát. Ngay sau đó là bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đã xảy ra động đất cấp 7,6. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, máy bay của hãng Japan Airlines va chạm và bốc cháy ở sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản. Cảnh tượng khiến thế giới kinh ngạc. Ngày 13 tháng 4 năm 2024, lấy cớ Israel không kích lãnh sự quán Iran gần đại sứ quán Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tấn công quy mô lớn vào Israel. Từ đó, cuộc chiến thứ hai ở Trung Đông bắt đầu. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 4, bầu trời thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đột nhiên xuất hiện màu đỏ máu rất kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy nổi da gà, cho là điểm chẳng lành. Thời gian kéo dài trong khoảng 1 giờ. Cùng ngày, trên dốc núi huyện Đức Hóa, Phúc Kiến, Trung Quốc xuất hiện mạng nhện khổng lồ chỉ sau một đêm, trông rất ghê sợ. Trên mạng nhện toàn là sâu xóm, diện tích trên 30 m². Người dân địa phương nói lẽ nào con nhện này đã thành tinh rồi sao? Ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2024, các tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain ở sa mạc bị cơn mưa lớn nhất trong 75 năm qua làm cho ngập lụt và khiến 18 người chết ở Oman. Còn Dubai, trung tâm tài chính vùng Trung Đông, trong chốc lát biến thành thành phố sông nước Vin, giao thông tê liệt, sân bay Dubai, sân bay quốc tế lớn thứ hai trên thế giới, toàn bộ bị ngập lụt, máy bay rơi trên nước, sân bay đóng cửa tạm thời. Ở một số nơi của các tiểu vương quốc Ả Rập, trong vòng 24 giờ, lượng mưa lên đến 250 mm, toàn bộ quốc gia hỗn loạn. Sáng sớm ngày 16 tháng 4 năm 2024, tòa nhà sở giao dịch chứng khoán Copenhagen có lịch sử 400 năm ở thủ đô Đan Mạch xảy ra hỏa hoạn kỳ lạ. Mái vòm nhọn tứ long có tính biểu tượng của tòa nhà bị chìm trong lửa. Sở giao dịch chứng khoán Copenhagen này là một trong những tòa kiến trúc lâu đời nhất của Copenhagen, được đặt tên theo ngọn tháp nhọn xoáy ốc, khánh thành năm 1625, là biểu tượng của Hoàng gia Đan Mạch. Theo tiết lộ của người biết thông tin, nguyên nhân bốc lửa vô cùng giống với vụ động đất Iceland. Tối ngày 15 tháng 4, nhà hát Hoàng gia Đan Mạch lại lần nữa lấy lý do trình độ nghệ thuật không phù hợp yêu cầu để từ chối đàn nguyện thuật Shenzhou New York biểu diễn ở nhà hát Hoàng gia. Ngày 16 tháng 4, nhà hát chính thức thông báo cho công ty vận hành Shenzhou Bắc Âu, thì đồng thời cùng lúc đó xảy ra vụ hỏa hoạn thần bí ở tòa nhà sở giao dịch chứng khoán Copenhagen. Có thể thấy, tiên tri của Anand đối với chủ nghĩa khủng bố, tai họa, thời tiết, động đất, hỏa hoạn, nhân họa, chiến tranh, toàn bộ đều đã ứng nghiệm. Anand cho rằng, không thể bỏ qua ảnh hưởng mà năng lượng các ngôi sao hội tụ lần này đem đến cho trái đất. Chịu ảnh hưởng của sự hội tụ của sao Hỏa, sao Mộc, mặt trăng và sao La Hầu, trái đất sẽ tiếp tục bị năng lượng tiêu cực bao vây, thiên tai, động đất, nhân họa, an toàn thực phẩm, bệnh tật sẽ không ngừng xuất hiện. Cận cảnh báo các nước Đài Loan, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cần phải đặc biệt chú ý 7 sự kiện trên và cố gắng không chịu khống chế bởi tác động của năng lượng tiêu cực vào các tháng 4, 6, 7, 8. Về tiên tri của Anand, hiện nay có không ít người cho rằng Anand là người phát ngôn của chính phủ ngầm. Tuy nhiên tôi cho rằng nói như vậy còn thiếu chứng cứ có sức mạnh. Ngoài ra trong video ngày 24 tháng 2 năm 2024, Anand cũng giải thích chi tiết rằng cậu rất khó đưa ra thời gian cụ thể cho các sự kiện tiên tri, bởi vì trong thuật chiêm tinh Vệ Đà, muốn tiên đoán được thời gian chính xác thì cần số lượng dữ liệu và nghiên cứu lớn để suy tính, vô cùng phức tạp và tốn thời gian sức lực. Hơn nữa, lại liên quan đến sự tích lũy và tính toán các dữ liệu của nhiều thời không.
Do đó, thông thường cậu sẽ không làm như vậy, chỉ căn cứ vào vị trí các tinh tượng mà tiến hành suy tính đại thể. Tiết lộ thiên cơ chuyển sinh của thần đồng Ấn Độ Anan. Sai thì vẫn là sai ngay cả khi mọi người đều làm theo. Đúng vẫn là đúng ngay cả khi chỉ có bạn làm. Đây là tiêu đề bài phát biểu của Anan khi cậu mới 11 tuổi và được mời đến cuộc gặp với truyền thông địa phương City Sunday tổ chức. Có thể đây cũng chính là phương châm của thần đồng trẻ tuổi này. Khi 14 tuổi, lần đầu tiên Anan đã dự đoán về sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán vào năm 2019 và cậu bắt đầu nổi tiếng, được cả thế giới chú ý. Dù gặp phải tình huống sóng gió nào, cậu vẫn quyết tâm giữ vững ngọn hải đăng trong trái tim. Ayurveda, hệ thống y học truyền thống của Ấn Độ cổ. Trong các tiên tri về những vấn đề chính trị, kinh tế, vaccine phòng dịch, cậu đều không từ bỏ nguyên tắc của mình dưới bất kỳ áp lực đến từ bất kỳ thế lực nào. Sức mạnh nào có thể khiến một cậu bé chưa thành niên luôn mang tâm thái bình thản, nhìn thẳng sự thật và giữ vững nguyên tắc khi đối diện với thế giới hỗn loạn? Cậu là thần hay là con người, hay là linh đồng chuyển sinh của nhân vật nào đó? 10 tiên tri chuẩn xác của Anan. 1. Năm 2019, bùng phát COVID-19 Vũ Hán. 2. Sẽ xuất hiện vaccine phòng dịch. 3. Sẽ xuất hiện siêu virus. 4. Thảm họa lớn vào tháng 12 năm 2020. 5. Dịch bùng phát vào tháng 2 năm 2021. 6. Dịch bùng phát vào tháng 6 năm 2021. 7. Các sự kiện lớn trên thế giới sẽ xảy ra vào giữa tháng 7 năm 2021. 8. Trung Quốc thực sự không hoàn toàn an toàn. 9. Sẽ có một làn sóng dịch thứ 3 trên khắp thế giới. 10. Tỷ lệ tiêm chủng cao và tỷ lệ lây nhiễm cao. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Anan đã tải lên kênh YouTube của mình một video những tiên tri của cậu về tình hình thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn trong nửa đầu năm 2020. Thảm họa sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm 2019 và thời gian bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là tháng 3 đến tháng 4 năm 2020. Từ cuối tháng 6, tình hình vẫn khó có thể lạc quan. Mốc thời gian được dự đoán hoàn toàn trùng với thời điểm đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành trên khắp thế giới. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, Anan đã đăng video tiên tri rằng mặc dù con người có thể tạo ra vaccine nhưng sẽ có nhiều loại virus hơn nữa xuất hiện, còn sẽ xuất hiện cả siêu vi khuẩn. Ngày 19 tháng 12 năm 2020, tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Anh Boris Johnson và trưởng cố vấn khoa học của chính phủ Anh Patrick Vallance đã xác nhận rằng một biến thể của coronavirus mới đã xuất hiện ở Anh. Biến thể này có tỷ lệ truyền nhiễm cao hơn 70% so với virus gốc và nó trùng với dự đoán của Anan. Video của Anan đăng vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 đã dự báo trước về thảm họa xảy ra trong tháng 12 năm 2020 và tiếp tục cho đến tháng 3 năm 2021. Hơn nữa, nó sẽ còn nghiêm trọng hơn. Và tháng 2 năm 2021, virus biến thể Delta ở Ấn Độ bùng phát lại một lần nữa đúng với dự đoán của cậu. Ngày 23 tháng 1 năm 2021, Anan đã đăng video tiên tri về năm 2021 sẽ rất bi quan giống như năm 2020. Chúng ta đều thấy vaccine được ra mắt nhưng nó lại chứa rất nhiều thành phần không công khai. Ngày 25 tháng 4 năm 2021, Anan phát hành một video dự đoán rằng tình hình từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022 sẽ không có biến chuyển tốt và sẽ có những sự kiện lớn trên thế giới vào khoảng ngày 20 tháng 6 năm 2021. Ngày 18 tháng 7 năm 2021, Anan đã phát hành một video dự đoán một lần nữa về các sự kiện thế giới đầy kịch tính sẽ diễn ra sau ngày 21 tháng 6. Vào giữa tháng 7, sao hỏa và sao thổ đối xung và từ đó thế giới xảy ra nhiều sự việc kịch tính. Tháng 9 và tháng 10 sẽ đón một đỉnh cao mới của dịch bệnh. Đợt dịch thứ 3 sẽ xảy ra từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021 đến khoảng tháng 4 năm 2022. Sau khi virus biến thể Delta từ Ấn Độ tàn phá thế giới ngày 20 tháng 6, đầu tiên, Vương quốc Anh thông báo hoãn việc gỡ phong tỏa. Sau đó, Sydney của Úc cũng tuyên bố đóng cửa thành phố. Sau đó, Thủ tướng Luxembourg Savoie Bempel thông báo bị nhiễm virus Vũ Hán. Dịch lại bùng phát ở Nam Á vào tháng 7. Trung Quốc đóng cửa, Việt Nam đóng cửa, Philippines và Malaysia đóng cửa các thành phố. Virus biến thể Delta lây lan mạnh tại Trung Quốc. Chỉ trong 2 tuần đã lan tới 17 tỉnh và phải phong tỏa 31 tỉnh. Số ca mắc mới tích lũy đã vượt quá tổng số ca của 5 tháng qua. Virus biến thể Delta lây lan rộng rãi ở Nam Kinh, Trung Quốc và một lần nữa dịch quay trở lại nguồn gốc bùng phát ban đầu, gia tăng mối đe dọa cho thành phố Vũ Hán. Ngoài ra, sự hỗn loạn trên thế giới càng thể hiện rõ ràng. Chính phủ Pháp và Hà Lan liên tiếp thừa nhận những sơ hở trong công tác phòng chống dịch. Dịch lại bùng phát ở Israel, nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới.
lũ lụt ở Đức và Trịnh Châu, Trung Quốc, hỏa hoạn bùng phát ở Thổ Nhĩ Kỳ, lở đất nghiêm trọng bùng phát ở Shizuoka, Nhật Bản. Mọi dự đoán đều trở thành sự thật. Dù bạn có tin hay không thì thực tế vẫn ở ngay trước mắt. Nhưng bằng chứng đã nói lên sự chuẩn xác của những tiên tri của Annan. Tại sao một đứa trẻ lại có thể có năng lực như vậy? Thần đồng chuyển sinh. Ông Kapil Rai là một nhà chiêm tinh người Ấn Độ. Trong web cá nhân của ông có hơn 400.000 người hâm mộ. Ông đã từng thực hiện một cuộc phỏng vấn thú vị với Annan khi cậu 10 tuổi. Ông hỏi Annan, cháu từng học trường nào, đã đọc những cuốn sách gì? Cháu nghĩ tại sao khi mọi người không thể hiểu được chiêm tinh học, cháu sẽ làm thế nào để mọi người tìm hiểu được chiêm tinh học? Cháu thích phần nào của chiêm tinh học nhất? Cháu làm thế nào để hiểu một nội dung của một cuốn sách chuyên môn cao cấp về chiêm tinh học? Không ngờ, cậu bé Annan 10 tuổi đã đối đáp lưu loát. Cậu cho biết mình sẽ sớm tốt nghiệp học viện chiêm tinh học Jodi và thích phần tử vi của chiêm tinh học nhất. Cậu nói rằng mọi người không hiểu chiêm tinh học là bởi vì ngay sau khi sinh ra, con người đã bị giáo dục bởi một số quan niệm khiến họ không thể hiểu và lý giải được nó. Mặc dù giọng nói của Annan rất non nớt, trẻ con, nhưng thần thái và khí chất khi trả lời của cậu đầy sự sáng suốt và tự tin, thậm chí mức độ chín chắn còn vượt xa phần nhiều người lớn. Điều này khiến Kapil Rai phải thán phục và ca ngợi Annan là vị thánh nhân chuyển sinh. Nếu Annan thực sự là thần chuyển thế, thì vị thần đó là ai? Ở Ấn Độ, từng có một vị thánh nhân nổi tiếng tên là Satya Sai Baba. Ông nổi tiếng ở Ấn Độ và khắp thế giới với hàng triệu tín đồ. Ông sinh ra ở Telugu, Ấn Độ. Năm 14 tuổi, ông tự nhận mình là linh đồng chuyển sinh của Siddhi Sai Baba, một bậc thầy tâm linh Ấn Độ, được coi là một vị thánh và được cả người Ấn Độ giáo và Hồi giáo tôn kính. Satya đã rời quê nhà để phục vụ xã hội và làm gương cho những tín đồ. Satya qua đời vào ngày 24 tháng 4 năm 2011. Trước khi chết, ông nói rằng ông sẽ có một đứa con trai trở thành một trong những vị thánh nhân quyền năng nhất trên thế giới. Nhưng mọi người chưa bao giờ nghe nói về việc ông có con trai, lại càng không biết tên và thân phận của cậu con trai ông nhắc tới này. Thế là một số kênh truyền thông nói rằng Satya là một kẻ nói dối. Tuy nhiên sau khi ông qua đời, một thần đồng đã xuất hiện ở Ấn Độ, đó chính là Abhay Anand. Satya đã nói rằng mình là Shirdi Sai Baba chuyển sinh. Người này là ai? Shirdi Sai Baba. Shirdi Sai Baba được sinh ra vào khoảng những năm 1910. Ông là một trong những vị thánh vĩ đại nhất của Ấn Độ. Vào cuối những năm thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ông được các tín đồ Ấn Độ giáo và Hồi giáo tôn kính cả khi còn tại thế và sau khi qua đời. Thực ra, Shri Sai Baba không phải tên thật của ông và không ai biết tên thật của ông là ai. Khi ông đến một thị trấn nhỏ ở Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, người dân địa phương đã đặt cho ông tên là Shirdi Sai. Khi ông đến nơi này, Shirdi là địa danh, Sai vừa có nghĩa là người hành khất trong tôn giáo, vừa có ý nghĩa là thượng đế. Baba là cách biểu thị sự tôn kính dành cho ông cha, người lớn tuổi. Vì vậy, Shirdi Sai Baba có nghĩa là thánh phụ của Shirdi. Giáo lý của Shirdi Sai Baba chủ yếu tập trung vào chuẩn tắc đạo đức, ví như yêu thương, tha thứ, giúp đỡ người khác, từ thiện, biết đủ, nội tâm bình an và lòng sùng kính đối với Thượng Đế và Thượng Sư. Trong tín Hindu, Thượng Sư còn được gọi là Guru. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi theo vị đạo sư chân chính, từ đó bước chân con đường dẫn đến ý thức thiêng liêng. Theo truyền thuyết, ông là hóa thân của Dattatreya. Dattatreya này là ai? Dattatreya, ông là một trong những vị thần của Yoga và được tôn kính như một vị thần của đạo Hindu, là ba hóa thân của các vị thần Hindu là Brahma, Vishnu và Shiva. Trong tài liệu lịch sử Ấn Độ mô tả hình tượng của Dattatreya là ba đầu và sáu tay, có ý nghĩa biểu tượng cho đạo đức của Ấn Độ giáo, nhưng không giống với Na Tra ba đầu sáu tay trong thần thoại Trung Quốc. Điều đáng kinh ngạc nhất là trong bức chân dung của Dattatreya, có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không mà lại có khuôn mặt giống Annan? Dường như không phải tất cả các vị thần ở Ấn Độ đều có khuôn mặt vẽ như vậy. Không biết mọi người có chú ý một điều, đó là ở cuối tất cả các video về tiên tri của mình, Annan luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn sùng Ashurveda đối với người Ấn Độ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân theo y học cổ truyền đối với những người dân ở các quốc gia và khu vực khác. Tại sao lại như thế? Ashurveda
Trong cuốn Purana cổ của Ấn Độ có ghi chép lại rằng mẹ của Dattatreya là Anusuya, cha của ông là Thánh Vệ Đà Achi, người có đóng góp lớn cho Rigveda. Họ sống ẩn dật ở Mahu, Ấn Độ. Dattatreya có tư chất thông minh. Trong quá trình xuất gia tu hành, ông đã tự giác ngộ thông qua quan sát thế giới tự nhiên. Thầy của ông là trái đất, gió, bầu trời, nước, lửa, mặt trăng, mặt trời, chim bồ câu, đỉnh núi hùng vĩ, đại bàng và đại dương, 24 loại cảnh quan thiên nhiên, động vật và con người. Ayurveda trong tiếng Phạn cổ của Ấn Độ có nghĩa là thuật trường sinh. Nó chủ yếu bao gồm các trước tác của ba danh y Ấn Độ cổ là Chandraka Samhita, Suruta Samhita và Pela Samhita. Ayurveda được ghép bởi hai từ Ajo là chỉ sinh mệnh, Veda là chỉ trí tuệ. Vì vậy, Ayurveda có thể hiểu là trí tuệ của sinh mệnh. Ayurveda không chỉ là một hệ thống y tế học mà còn thể hiện một lối sống lành mạnh. Ayurveda cổ điển là cuốn y học Hindu cổ Charaka Samhita. Nó được viết bằng tiếng Phạn vào 1.000 năm trước công nguyên, là một tác phẩm kinh điển về y học toàn thư. Hầu hết các học giả tin rằng Ayurveda đã rất thịnh hành ở các khu vực Ấn Độ và châu Âu vào trước năm 100 sau công nguyên. Với sự truyền bá của Phật giáo vào thế kỷ thứ 6, các khu vực có sự ảnh hưởng của Ayurveda cũng được mở rộng. Các tăng lữ đã đưa Ayurveda đến Trung Quốc, Tây Tạng, Hàn Quốc, Mông Cổ, Sri Lanka và lưu lại những truyền ghi trong hệ thống y học của các quốc gia này. Tới cận đại, nước Đức đã dịch sang tiếng Đức cuốn Suruta Samhita của Ayurveda, cuốn sách ra đời khoảng 1.000 năm trước công nguyên và sử dụng nó trong phẫu thuật chỉnh hình. Trong cuốn Suruta Samhita đề cập rằng Ayurveda có 8 nhánh: y học tổng quát, phẫu thuật, các bệnh về tai mũi họng và mắt, độc chất học, tâm thần học, nhi khoa, giới tính và sinh sản. Trong những câu chuyện có thực về luân hồi cho thấy, những thói quen nhất định của một người trong kiếp trước, trong đời này sẽ có một số ký ức còn sót lại được giữ và chúng sẽ phản ánh trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy tổng hợp một chút về sở thích chiêm tinh và Ayurveda của Anand. Cậu thích vẽ mặt rất giống với đặc trưng của Dattatreya. Cha của Dattatreya là Thánh Vệ Đà Achi, hiện thân của Dattatreya là Siddhi Sai Baba. Linh đồng chuyển thế của Siddhi Sai Baba là Thathya Sai Baba. Trước khi chết, Sathya đã nói rằng mình sẽ có một đứa con trai trở thành một trong những vị thánh nhân quyền năng nhất trên thế giới. Và không lâu sau đó, thần đồng Anand ra đời. Bạn có nghĩ rằng đây chỉ là câu chuyện hư cấu hay rất có khả năng là sự thật? Tôi nghĩ thần đồng Anand cũng đang trưởng thành, cũng đang thành thục. Con người là ở trạng thái động, đều là không ngừng thay đổi. Anand có nghiên cứu sâu về tinh tượng, thế thì cùng với sự thay đổi của thiên tượng, cậu rồi cũng sẽ nhìn thấy thiên cơ thực sự. Hơn nữa, cậu cũng đã nói rõ, nói thật rồi. Thế nên, đối với người, với vật, chúng ta luôn giữ thiện niệm, chính niệm thì sẽ có được sự tươi sáng và hy vọng. Chương trình đến đây là hết. Nếu thấy video này có ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.